Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em cách tải game Zing Play trên iOS, iPhone, iPad nha. Thì trước kia thì cái game Zing Play đấy thì ở trên iOS không có. Xong là nhà phát triển thì lại cho nó lên Apple Store. Nhưng mà nó lại bị gỡ xuống rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em cách này nha. Đảm bảo tải thành công 100% luôn. Nhưng mà chỉ lưu ý là dành cho những ai đã từng tải nha. Ok nha, vào Apple Store này. Đây em sẽ tìm này, Zing Play này. Ok như vậy, không có mọi người nhá. Thì mọi người hãy ấn sang phần hôm nay này, ấn vào hình người trên góc phải trên màn hình này đấy, ấn vào hình người này. Anh em ấn vào đã mua này. Em ấn không có trên iPhone này này. Em tìm kiếm này, anh em ấn chữ Z này. Đây. Đây chính là cái game chúng ta cần phải tải. Zing Play chiến loạn nhá. Đây này. Thì áp dụng cho những ai từng tải thôi nha mọi người nhá. Đã từng tải Zing Play này về rồi. Mình đăng cái video Zing Play, tải Zing Play thành công ý. Nhiều bạn lại chửi mình, bảo làm gì có. Thì đây là do nó lại bị cái game Zing Play này, nhà phát triển đăng lên lại bị gỡ xuống rồi. Đấy thì đây là mình đang tải này. Đấy. Bạn nào mà muốn mượn tài khoản ID hoặc là muốn tải game này ấy, thì hãy liên hệ với mình nha. Mình sẽ để phần liên hệ ở phía dưới phần mô tả. Ai muốn mua gold thì cũng liên hệ với mình nha. Mình cũng bán gold của game Tiến Lên Miền Nam thôi nha. Đây đang tải này. Ok nha, đây thì cái Zing Play này có thể chơi được tất cả luôn nhá. Chơi được Tiến Lên Miền Nam, Phỏm, các thứ luôn nha. Mình làm video này để cho giúp những bạn đã từng tải mà không biết lấy lại thì có thể tải được. Quên đang cài đặt. Không biết quê các bạn có mưa không? Quê mình mưa to quá. Nếu mà có ồn thì mọi người thông cảm nhá. Vẫn đang chạy mọi người ạ. Ok, như vậy đã tải thành công nha. Mọi người vào này. Đây mọi người thấy không? Zing Play chú cáo này. Chú cáo mới này. Ai cần tải thì hãy liên hệ với mình nha. Mua gold cũng hãy liên hệ với mình nha. Mình sẽ để dưới phần mô tả. Đấy mọi người thấy chưa? Bây giờ đang chạy bằng gì nhỉ? Đây có thể đăng nhập bằng Zing Mi này, Zing ID này. Đây, mình sẽ đăng nhập nha. Mình có cái tài khoản nó không biết còn tiền không. Tài khoản này thì cũng lâu rồi. Ok. Không phải à? Mình lâu mình không động đến, mình cũng quên mất. Ok, mình đã đăng nhập Facebook đi cho nhanh. Cái này cài thì hơi lâu. Đăng nhập vào Google. Hoàn toàn có thể chơi được tất cả nha mọi người nha.
Mình lâu mình không vào mình quên rồi. Nhưng mà cái này là có thể chơi được nha mọi người nha. Mọi người cứ đăng nhập vào thì có thể chơi được. Đấy, còn bạn nào mà mình thì giờ mình không đăng nhập nhưng mình lâu rồi. Bạn nào mà muốn tải hay liên hệ với mình. Còn muốn mua câu cũng hay liên hệ nha. Mình sẽ để số điện thoại Zalo bên dưới nha. Ai cần thì liên hệ nha.